Thưa quý vị, thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế đi ra ngoài, đến nơi đông người để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Thời gian qua, nhiều người đã tranh thủ khoảng thời gian ở nhà để quây quần bên gia đình. Đặc biệt với những gia đình có đất trống hay là không gian rộng rãi thì thường giết thời gian bằng cách chăm sóc, làm mới mảnh vườn nhỏ của mình, vừa tạo mảng xanh cho ngôi nhà, vừa có rau sạch để cung cấp cho cả gia đình. Chia sẻ ngày mới hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một số mô hình vườn rau gia đình như thế nhé. Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, được chính phủ và chính quyền địa phương khuyến cáo hạn chế ra đường, đến nơi công cộng đông người, nhiều người dân cũng hạn chế đi chợ, và vườn rau gia đình trở nên có ích hơn bao giờ hết, khi vừa đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày, vừa tránh được việc tiếp xúc nơi đông người. Có 500m² đất trống, nên khi dịch COVID-19 bùng phát, bà Nguyễn Thị Nga ở khu phố 2, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa đã quyết định cải tạo lại hết để trồng rau xanh, trồng đủ các loại rau củ như cải, dền, xà lách, bầu, bí, cà tím, cà pháo, đậu đen, nên bà Nga rất ít khi phải đi chợ mua thêm. Ngoài việc cung ứng rau cho bữa ăn hàng ngày của gia đình, bà Nga còn bán cho người dân xung quanh. Trong cái dịp Covid này thì người dân đa số người ta đi chợ, người ta cũng hạn chế do dịch bệnh nhá, thì người ta gọi điện thoại hoặc người ta đến đây người ta mua. Thì gia đình nhà tôi là hai vợ chồng là cũng trồng rau và chăm sóc trái cây, rồi bầu bí, rồi rau, rồi đậu để phục vụ cho bà con lối xóm trong cái dịp chống Covid, để hạn chế tối đa cái việc mà bà con đi ra chợ để tụ tập những nơi đông người ảnh hưởng tới dịch bệnh nhá. Chỉ có khoảng 100m² đất, song ông Bùi Ngọc Xuyên, ngụ khu phố 2, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, cũng trồng đủ các loại rau, muống, dền, cải và xoài, ổi mận. Theo chia sẻ của ông Xuyên, khu vườn này cung cấp 90% nguồn rau xanh và trái cây cho gia đình. Vì vậy, trong thời điểm cả nước giãn cách xã hội, ông Xuyên cùng gia đình rất yên tâm, không phải lo nghĩ đến việc đi chợ nhiều, qua đó chung tay cùng cả nước ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan. Hiện tại thì vườn rau xanh này phục vụ khoảng chừng 80-90% rau phục vụ cho 6-7 người ăn trong gia đình, không phải đi chợ. Riêng về rau xanh và các cái khoản khác thì gia đình cũng cung cấp được, như trái cây rồi này kia cũng phục vụ tại chỗ, đảm bảo tốt trong cái nhất là đặc biệt là trong cái đợt mà cao điểm mà chống dịch COVID hiện nay. Hạn chế ra đường, đến chỗ đông người, nhưng mỗi người sẽ bớt buồn chán hơn khi tìm được niềm vui trong lao động sản xuất. Trồng rau là một trong những niềm vui đó. Việc làm này không chỉ giúp mỗi người có điều kiện vận động chân tay, vừa có nguồn rau sạch cho gia đình, giúp bữa cơm thêm ấm cúng, mà còn góp phần cùng xã hội đẩy lùi dịch bệnh.